Anh phải chia sẻ thật là sau 8 mùa làm thì đến mùa thứ 9 anh mới thấy một người đúng tinh thần đi casting. Bởi vì kiếm được người cái nét như em thì thật không có đâu. Xin mời quý vị tiếp theo. Xin chào mọi người, mình tên là Nguyễn Thị Thảo, đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Vẻ đẹp của em đối với anh là unique đấy. Bởi vì kiếm được người cái nét như em thì thật không có đâu. Còn cách sử dụng, cách xử lý cái vẻ đẹp nó như thế nào thì anh chưa biết. Nhưng mà anh rất là thích. Anh phải chia sẻ thật là sau 8 mùa làm thì đến mùa thứ 9 anh mới thấy một người đúng tinh thần đi casting. Khuôn mặt trang điểm rất vừa phải, tóc tai gọn gàng, vừa nhìn thấy đủ chiều dài, cơ thể mọi thứ. Thật sự là mình đã tham khảo rất là nhiều của các cuộc thi trước để chuẩn bị rất là đầy đủ trong cuộc thi này. Có thể là chiều cao của em thì không đủ đâu, nhưng vì em unique cho nên anh đồng ý. Chị cũng đồng ý vì tỷ lệ cơ thể rất cân đối. Và bước ra một cái là chị thấy ấn tượng. Chị cũng đồng ý, hình như mình có friend với nhau trên Facebook không? Em thấy rất là nhiều hình ảnh của bạn này chụp hình và ra những tấm hình đó rất là đẹp. Mà đẹp theo cái cách của bạn, cho nên là Thủy rất là thích bạn. Thế là có chuyện chặt chị Mâu Thủy hả? Không, nhưng mà nhiều khi ấy, em phải nhớ là Mâu Thủy khen thì nhiều khi Mâu Thủy thấy đẹp, người ta không thấy đẹp em ạ. Anh này kỳ quá. Chúc mừng em. Bé khoan, từ từ, đi đâu vậy? Chưa cơ mà, đây. Đây, chúc mừng nha. Nhưng mà vội vàng, vấp phải đá và quàng phải rơi. Mới đi được không? Đi vô phải như vậy. Mình thật sự rất là vui và cũng lo lắng cho những vòng tiếp theo nữa. Yes!